tướng Canada Justin Trudeau nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp hôm 8 tháng 11 với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội. Trong một tuyên bố chung được đưa ra ngay sau cuộc gặp mặt của hai nhà lãnh đạo, Canada và Việt Nam ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy nhân quyền tuân theo hiến pháp của mỗi nước và cam kết quốc tế, bao gồm việc thực thi Công ước Liên Hợp Quốc và tuyên bố phổ quát về nhân quyền. Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Canada Ngô Thanh Hải nói trước đó ông đã gửi tới văn phòng Thủ tướng Trudeau một bức thư, trong đó nói về mối quan ngại của ông về vấn đề tự do tôn giáo và tự do nhân quyền ở Việt Nam. Thượng nghị sĩ gốc Việt từng là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho biết ông kêu gọi Thủ tướng đưa vấn đề chế tài những người đã vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bằng luật Magnitsky mà Canada đã thông qua tại các cuộc gặp đó. Truyền thông trong nước cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Trudeau diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada phát triển tích cực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada ở Đông Nam Á và là thị trường ưu tiên của chương trình hành động thị trường toàn cầu của Canada. Cái vấn đề bằng mậu dịch và bang giao nó không thể nào nói là chỉ có mậu dịch và bang giao mà thôi, mà phải có liên quan đến vấn đề nhân quyền nữa, mà cải tổ về vấn đề tất cả tư pháp hành pháp. Cái vấn đề nhân quyền nó cũng phải đi đôi với cái vấn đề giao thương và ngoại giao giữa hai bên, phải đi đôi với nhau, phải song song với nhau. Ngay trước khi diễn ra tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đã ra lời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới không làm ngơ với hơn 100 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam vì thực thi quyền cơ bản và đấu tranh ôn hòa. Trong vòng 12 tháng qua, công an đã bắt giữ ít nhất 28 người với các tội danh an ninh quốc gia có phạm vi áp dụng quá rộng, được dùng để trừng phạt những người lên tiếng chỉ trích phê phán, theo Human Rights Watch. Chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chi khoảng 40.000 đô la, tức hơn 900 triệu đồng một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Theo nội dung của bản hợp đồng ký 2 tháng trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà VOA Việt ngữ có trong tay, VTA Telecom Corporation, chi nhánh tại Hoa Kỳ của Viettel, đã thuê công ty McDermott, Will & Emery vận động nhánh hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam. Theo tài liệu đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ, VTA Telecom Corporation hỗ trợ việc sản xuất thiết bị và các dịch vụ viễn thông của Viettel, vốn được coi là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất ở Việt Nam, sản xuất cả thiết bị dân sự và quân sự. Thời hạn của bản hợp đồng kéo dài trong khoảng thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới dự APEC ở Đà Nẵng và sau đó thăm chính thức Hà Nội. Giáo sư Carl Sayer, chuyên gia về Việt Nam, nhận định với VOA tiếng Việt rằng việc Viettel thuê một công ty vận động ở Mỹ là một diễn biến lớn và cho thấy rằng việc hợp tác về công nghệ quốc phòng rất có khả năng xảy ra. Nhà nghiên cứu này nói thêm, tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng năm 2015 có đề cập tới khả năng hợp tác về công nghệ và chuyển giao công nghệ quốc phòng. Đây là một sở trường của Viettel. Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ tìm kiếm các công nghệ quốc phòng liên quan tới lĩnh vực hàng hải. Cũng có thể có sự hợp tác về lĩnh vực mạng và không gian. VOA Việt ngữ đã không thể liên lạc được với ông Quang Huy, được cho là đại diện của Viettel ở Mỹ, để hỏi thêm về bản hợp đồng vận động quốc phòng và vũ khí này. Trước Viettel, chính phủ Việt Nam đã trả cho một công ty vận động hành lang khác của Mỹ là Podesta hơn 1 triệu đô la để vận động giới lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm qua. Chỉ ít ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, một tác phẩm biểu tượng hợp tác Mỹ-Việt về Dioxin đã được giới thiệu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington. Cuốn sách có nhan đề From Enemies to Partners, Việt Nam, the US and Agent Orange, tạm dịch là Từ thù thành bạn, Việt Nam, Hoa Kỳ và chất độc màu da cam, do hai tác giả Charles Bailey và Lê Kế Sơn thực hiện. Ngoài những thông tin khoa học và số liệu báo cáo về hậu quả mà chất dioxin gây ra tại Việt Nam, một nội dung quan trọng mà cuốn sách đề cập tới là hành trình đưa dioxin từ một chủ đề cấm kỵ trong trao đổi giữa hai nước trở thành lĩnh vực hợp tác giữa hai bên. Công việc của tôi lúc đó là một đại diện quỹ Ford ở Việt Nam và tôi phát hiện ra một sự thật rằng đây là một chủ đề rất nhạy cảm từ những năm 1970. Và tôi rất may mắn đã có cơ hội đưa hai phía chính phủ lại với nhau để thấy rằng đây là trách nhiệm của cả hai trong việc tẩy độc da cam và giúp đỡ cho các nạn nhân. Trên thực tế, Hoa Kỳ chưa bao giờ chấp nhận rằng nước này phải có nghĩa vụ pháp lý trong việc khắc phục hậu quả của chất dioxin đã giải xuống khu vực Đông Dương với mục tiêu khai quang.
Nhiều người dân Hoa Kỳ cũng phản đối việc trợ cấp cho Việt Nam, nhất là sau khi Việt Nam kiện một số công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất ra chất da cam và thua trong vụ kiện này. Nhưng từ năm 2007 đến nay, Quốc hội Hoa Kỳ đã dành ra hơn 201 triệu đô la để trợ giúp cho người khuyết tật ở Việt Nam và tẩy độc ở các khu vực nhiễm dioxin. Nếu chúng ta có thể làm việc với nhau và thành công thì đó là một biểu tượng của sự hợp tác, biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước. Trong số 3 khu vực mà Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ để tẩy độc dioxin là sân bay Phù Cát, sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa, dự án tẩy dioxin ở Đà Nẵng đã được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kịp phục vụ cho dịp APEC 2017. Trong chuyến thăm sắp tới, nhân dịp họp hội nghị APEC, thì Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thăm chính thức Việt Nam. Và trong các cái cuộc làm việc với các quan chức cao cấp Việt Nam ấy, thì tôi hy vọng thì hậu quả chất da cam dioxin là một trong những nội dung cần phải đề cập đến. Và trong tuyên bố chung giữa hai nước ấy, nên có những cái nội dung nói về việc khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin ở Việt Nam. Tác giả Charles Bailey cho biết From Enemies to Partners, Vietnam, the US and Agent Orange đang được dịch sang tiếng Việt và sẽ được xuất bản 18. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump sẽ không đi cùng Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam trong chuyến công du châu Á trong tuần này. Đệ nhất phu nhân Melania Trump hiện đang thăm Bắc Kinh. Đây là chặng dừng chân thứ 3 và cũng là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của bà cùng Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump sẽ tiếp tục chuyến công du đến Việt Nam và Philippines, nhưng đệ nhất phu nhân không đi theo cùng, theo CNN. Hôm 8 tháng 11, một nguồn tin đáng tin cậy của VOA Việt ngữ cho biết đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ không đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC và cũng không đến Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Trump. Tòa Bạch Ốc không đưa ra thông tin vì sao đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ không đi thăm Việt Nam trong cùng chuyến công du sang nửa bên kia của trái đất và đang ở ngay nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam. Nguồn tin này đưa ra trong khi bà Melania Trump đang viếng thăm Bắc Kinh và gặp gỡ đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện. Trước đó, bà có cuộc gặp với đệ nhất phu nhân Nhật Bản Aki Abe tại một trung tâm thương mại ở Tokyo và dùng cơm tối với gia đình Thủ tướng Abe. Trên trang Instagram, bà Melania viết bà rất mong đợi được gặp đệ nhất phu nhân các nước Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng không có nhắc đến bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Trong lúc thành phố Đà Nẵng diễn ra tuần lễ cấp cao APEC, các tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên Huế vào đến Quảng Nam, Quảng Ngãi bị ngập lụt nặng. Một số nơi ngập sâu đến 2 mét, 3 mét. Có thể nói rằng, trận lụt năm 2017 sau bão số 12, tức Đam Rây, là một trận lụt lịch sử. Tốc độ nước dâng rất nhanh do các đập thủy điện đồng loạt xả cửa cứu đập. Con số thiệt hại sau lụt ở miền Trung có thể nói là rất lớn. Mấy năm lụt thì khóc, mà bây giờ nhiều cái thủy điện quá, xóa là trầm ngâm, coi như cái lụt là lớn nhưng mà mình không biết lớn cái mức độ nào. Cho nên mình cũng lo phàn là coi như dọn dẹp, chứ còn nó tới cái độ lớn của hán là mình không hiểu, lớn dần nào. Xóa ít thì lớn ít, mình xóa nhiều thì lớn quá nhiều á. Thì hồi xưa thì trả nhanh, nhiều giờ cũng ít trả nhưng mà thấy kinh. Mình không máy nào này không thấy được thì cái lượng hắn sợ rồi. Mỗi vấn đề thiên tư đục mới ra là coi như người ta, người dân người ta rất là thiệt hại. Tất cả là qua màu. Thì chăn nuôi người ta có số rồi, chăn nuôi người ta cũng bị thất bại nhiều. Mặc dù ruộng đồng đã xong mùa gạt, nhưng hoa màu và rau xanh bị ngập nước hư hại hoàn toàn. Trong khi đó, vụ rau đông xuân sớm là vụ chủ đạo, quyết định cả năm sinh sống của người nông dân Quảng Nam. Bởi vụ rau đông xuân sớm tuy khó trồng, nhưng lại có mức giá vượt gấp 3 lần, 4 lần so với các vụ rau khác. Một khi mùa vụ bị hư hại, trâu bò, heo gà bị trôi, người nông dân sẽ gặp khốn đốn, bởi gia tài của người nông dân chỉ vọn vẹn trong ngần ấy thứ. Và người nông dân ở vùng quê luôn bị thiệt thòi về khả năng cập nhật thông tin. Mỗi lúc người ta bó, nhưng mà thực tế người nông dân ở đây dưới này thì họ không ngờ là cái lượng nước nó lớn. Mà hơn nữa là thông tin đại chúng giờ có một số là cái nhà họ rồi như thị trấn gần đủ quốc lộ, người ta nghe thông tin để chúng mà ở trong quê đây này thông tin để chúng là như điện đề cúp rồi không nghe thông tin để chúng bó, người ta họ không phân không biết là lượng nước cụ thể như thế nào.
Việc ăn uống, chuẩn bị lương thực của người nông dân bị giới hạn bởi tốc độ nước dâng quá nhanh và chảy xiết. Hầu hết đều bị bất ngờ bởi điện cướp, không nghe được đài hay xem TV để biết thông tin về lũ lụt. Bọn đâu biết lộn đâu, những vậy có má lộn những gỗ để đó rồi, mà cũng nấu đồ ăn, lộn đi nhờ con nấu lên mày ăn vậy chứ. Bọn đâu có nấu được ăn. Bếp thì cũng vô, rồi cứ vô hết rồi, bọn mới quét, mới dọn ra chứ bọn. Tất cả mấy ngày nay thì nói về ăn uống của ông bà thì nó cũng bị tha đổi một cách thiếu thốn, không đầy đủ như những bữa mà coi như không lục lậu. Thì nó phải ảnh hưởng sức khỏe rồi. Nên giày phép cho đồ chưa nấu được lửa củi không có, nhiều nước được chưa nhà. Có thể nói rằng trong lúc này, tình hình lũ lụt miền Trung vẫn chưa có dấu hiệu khắc phục. Bùn non và rác vương vãi khắp nơi, lương thực bị ướt, điện và nước cúp kéo dài, mọi sinh hoạt bị đình trệ, khó khăn chồng chất khó khăn. Sau bão đâm rây và lụt cho xả đập, miền Trung có ít nhất 89 người chết, 18 người mất tích, 174 người bị thương và thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đó là tình hình chung của miền Trung. Những ngày này, không khí APEC ở Sài Gòn khá vắng lặng, không có nhiều nơi treo băng rôn chào mừng sự kiện được cho là quan trọng bậc nhất về chuyện hứa hẹn mời gọi kinh tế cho Việt Nam. Tại Đà Nẵng, nơi vừa bắt đầu khai mạc tuần lễ APEC hôm 6 tháng 11, cũng đang đối mặt chuyện hậu bão con voi. Ghi nhận tại Sài Gòn cho thấy người dân chờ đợi sự xuất hiện của Tổng thống Trump tại APEC, luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ. Thân ông ấy là một doanh nhân bẩm sinh và là một người doanh nhân hết sức là thành đạt. Thì chắc chắn là sẽ thông qua kinh tế và những cái sự thúc đẩy về giao thương giữa Mỹ và các nước khác hoặc là giữa Mỹ đối với Việt Nam thì nó sẽ nằm trong một những cái giải pháp của ông ấy. Mỗi một cái dịp mà có cái sự hợp tác hoặc ký kết những cái hiệp định thương mại thì hầu như là luật pháp Việt Nam đều có sự thay đổi và thay đổi theo cái hướng chiều hướng tích cực hơn, là giúp Việt Nam sẽ càng hòa nhập hơn với thế giới. Trong cả những lĩnh vực về ví dụ như luật thương mại, luật lao động, rồi vấn đề công đoàn, rồi cả vấn đề về xét xử, về trọng tài, tất cả những vấn đề đó là liên quan đến vấn đề luật pháp, mà nó từ những cái đòn bẩy về kinh tế. Bản thân tôi rất là phấn khích với cái việc mà ông Trump đến Việt Nam, những cái tiềm năng, những cái nhu cầu cần thiết trong nền kinh tế Việt Nam thì chắc chắn sẽ được bổ trợ bằng những cái doanh gia đến khi tháp tùng cùng với tổng thống. Họ có thế mạnh về đồng vốn, về kỹ năng quản lý điều hành rất là thực dụng và rất là hiệu quả, có nghĩa là họ có thể sẽ quan tâm đến cái tiềm năng, những dự án của Việt Nam. Những thương hiệu Mỹ hiện diện tại Sài Gòn ngày càng nhiều hơn, người dân mong rằng ông Trump hãy giúp Việt Nam đừng nghèo khổ nữa. Ông Donald Trump ông qua Việt Nam mình, ông là một tổng thống mà cũng có rất là có uy tín với thế giới, là một cường quốc. Mà Việt Nam mình thì đất nước Việt Nam mình nó trì trệ mà dân mình thì khổ quá. Nếu ông qua bên Việt Nam mình mà cái tiếng nói của ông giúp cho đất nước mình làm sao dân mình phát triển lên được thì cái đó là cái mà chị rất là thích, là mừng đấy. Dường như sau khi lệnh cấm vận Hà Nội được dỡ bỏ, các doanh nghiệp Mỹ vẫn còn dè chừng với Việt Nam. Sự kỳ vọng về những tập đoàn, những ông chủ lớn của nền kinh tế Mỹ thực sự bước vào thị trường Việt Nam, xem ra đến nay vẫn tiếp tục là sự chờ đợi. Trong đó có từ APEC 2017 này tại Đà Nẵng, Linh Mục Lê Ngọc Thanh cho biết. Giới hoạt động sôi dân sự kỳ vọng rằng ông sẽ lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền. Tôi nghĩ rằng điều đó là có thể có, nhưng chắc chắn sẽ không có một áp lực chính thức nào như là một cái điều kiện trong tương quan ngoại giao và kinh tế. Tuy nhiên, việc ông Trump đến với Việt Nam sẽ đánh dấu như thể là một cái cam kết tiếp tục quay trục về phía Á Châu, như tiền nhiệm của ông vào nhiệm cuối nhiệm kỳ đã có một cái quyết tâm như vậy. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng có thể khuyến khích các cái nhà đầu tư nhỏ Việt Nam đang muốn thăm dò trên thị trường Mỹ như là có thêm một cơ hội như vậy. Và tôi hy vọng rằng làm sao nước Mỹ sẽ chú ý đến vấn đề khi hợp tác với Việt Nam thì chính yếu là hợp tác với công dân Việt Nam mới là điều quan trọng, bởi vì chính công dân Việt Nam mới tạo ra lợi ích cho nước Mỹ. Liệu những vấn đề nhân quyền có còn là con bài để mặc cả cho những dự án làm ăn của người Mỹ tại Việt Nam? Ông Triều kêu gọi.
mong khi ông Trung tới đây thì bên phía ông Trung có làm ăn, có bàn giao với nhóm nào đó đại diện cho Việt Nam, thì nhóm đó phải là cái nhóm biết tôn trọng người dân Việt Nam và tôn trọng các về phẩm giá con người, hoặc là lắng nghe, biết lắng nghe tiếng nói góp ý của những người mà thực tâm yêu nước và đang ở trong nhà tù gọi là tù nhân lương tâm. Những người Sài Gòn mà VOA được tiếp xúc và ghi nhận ở clip này đều chung một cách nhìn là chờ đợi ông Trump sẽ thể hiện quyền lực tại APEC như thế nào trong việc làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, đúng như khẩu hiệu hồi ông tranh cử tổng thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ.